Là sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria kính thưa quý vị và anh chị em trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay cha Phaolô Nguyễn Văn Đồng sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm xuất sáng và an bình trong Chúa. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng suy niệm lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì mùa trai thánh là mùa giáo hội mời gọi chúng ta mỗi tín hữu con cái của người biết ăn năn sám hối và trở về có rất là nhiều cách thế để chúng ta làm điều đó nhưng hôm nay qua tin mừng theo thánh Luca Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một cách thế đó là ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúng ta cùng suy niệm về lời mời gọi này của Chúa Giêsu. Thứ nhất, từ bỏ chính mình nghĩa là gì? Có nhiều người vẫn quan niệm rằng chúng ta nên khước từ tất cả những điều tốt đẹp ở đời này để bước theo Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn. Thực ra quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Tất cả những điều tốt đẹp ở đời này Thiên Chúa tạo dựng nên là cho chúng ta và vì chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta khước từ đi những điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang khước từ một món quà mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Từ bỏ chính mình không có nghĩa là khước từ đi tất cả những cái điều tốt đẹp ở đời này. Từ bỏ chính mình nghĩa là chúng ta dùng những cái điều tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta ở đời này một cách đúng đắn, nghĩa là chúng ta không giữ cho riêng mình một cách ích kỷ chúng ta không bất chấp mọi thủ đoạn để mà có được nó từ bọn chính mình nghĩa là chúng ta phải biết chia sẻ nghĩa là chúng ta biết hưởng dùng những điều tốt đẹp một cách đúng đắn vác thập giá mình mỗi ngày thập giá có nhiều khi rất dễ nhìn thấy và cũng có lúc rất là khó để mà nhận biết có nhiều khi thập giá nằm ngay trong chính món quà mà chúa cho chúng ta ví dụ một người có khả năng ca hát đàn nhạc rất là giỏi đó là món quà nhưng mà thập giá cũng đi kèm với món quà đó khi mà một người có khả năng ca hát đàn nhạc giỏi khi người ta nghe một người nào hát không hay hoặc đàn dở tự nhiên người ta sẽ cảm thấy khó chịu như vậy nếu chúng ta không cẩn thận món quà luôn luôn đi kèm với thập giá người giàu có có thể họ sẽ khó đồng cảm với những người nghèo hoặc những người giỏi giang về mặt trí thức sách vở có thể khó đồng cảm với những người kém hiểu biết như vậy ngay trong chính món quà cũng có kèm thập giá và cái đó là cái chúng ta khó nhận biết và từ thứ ba chúng ta suy nghiệm hôm nay đó là từ hằng ngày chúa giê xu mời gọi chúng ta vác thập giá mình hằng ngày nếu chúng ta những người đang ăn kiêng chúng ta thấy sau một tuần chúng ta ăn kiêng hãm mình để mà ăn những thức ăn nó vừa heo thì bổ dưỡng cho mình nhưng cũng không gây hại cho ảnh hưởng tới cân nặng của mình. Sau một tuần ăn kiêng chúng ta có thể hay có thói quen tự thưởng cho mình một ngày um, ăn thoải mái tự do tất cả những cái gì mà chúng ta yêu thích hoặc là những người làm ăn cật lực cả năm à, thường thường chúng ta hay tự thưởng cho mình những ngày nghỉ xứng đáng, à, đó là những cái thói quen thường thấy và có thể chấp nhận được trong đời sống của mỗi ngày chúng ta, của mỗi người chúng ta. Nhưng trong đời sống tâm linh, đó là một mối nguy. Khi chúng ta à, làm việc đạo đức đủ, ăn chay cầu nguyện, hãm mình đủ chúng ta nếu chúng ta cho mình một ngày nghỉ lúc đó là lúc nguy hiểm lúc đó là lúc ma quỷ cám dỗ chúng ta bởi vậy con đường tâm linh con đường chiến đấu nội tâm là một con đường một việc làm không ngừng nghỉ không có ngày nghỉ chúng ta phải làm một cách liên lỉ bởi vậy Chúa Giêsu mời chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo người qua lời mời gọi của Chúa Giêsu, hôm nay mỗi người chúng ta cũng biết nhìn nhận lại bản thân mình, biết đâu là điểm đến của mình, biết con đường của mình đi, biết từ bỏ chính mình mỗi ngày để sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu hơn trong mùa chay thánh này. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết nhận định đâu là thập giá của mình và chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu một cách không ngừng nghỉ để thông phần trọn vẹn hơn trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong mùa chay thánh này và rồi một ngày nào đó chúng ta cũng được thông hưởng niềm vui phục sinh với Chúa Giêsu trên quê trời. Amen. chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế tua jesus christos ngợi khen chúa jesus kitô